Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì là đang là chiều tối. Hoàng Hiền đang chạy lên nhà chị gái. Hôm nay là chị gái có điện cho Hoàng Hiền. Đó. Nên là kêu là ở nhà rất là chán. Và có bảo là tay thì may rước hơn. Đó. Và Hoàng Hiền có hỏi là cái thực phẩm là có còn thực phẩm không? Thì chị gái báo là thịt thì hôm trước là các bác giúp đấy là vẫn còn thịt. Tuy nhiên thì là Hoàng Hiền bảo là có bú sữa không, thì chị gái bảo là có. Thì Hoàng Hiền đang chạy nên là mua cho chị gái thùng sữa, còn trong cái món quà 3 triệu của cô Thúy Hằng Nguyễn Đức Mỹ gửi cho chị gái để mua thực phẩm. Đấy. Rồi xem tay yếc bà thế nào rồi, xong mấy ngày Hoàng Hiền chưa lên, 2 ngày rồi. Đó. Chị Quỳnh ơi, lấy cho em thùng sữa. Sữa Vinamilk. Đó, thùng sữa to nhé. Đó. Lấy thùng to đấy. Mộc Châu cũng được. Đó. Mộc Châu ok. Một buổi bán hàng rất nhanh nhẹn. Rất đông khách mua hàng. Nhanh nhẹn, hoạt bát, tươi tỉnh. Đó. Vì Hoàng Hiền cứ mua gì nên nhà bà này mua. Thật các bác. Chị Quỳnh nhà khóa bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu ấy? 88 à? Ờ. À, ok. To đấy nhỉ? Vinamilk, một châu to. Chị bao nhiêu nhỉ? 290 à? 1 đồng. Bán 2 đồng. Bán 295 à? Đấy là lấy 290 à? Đủ chưa? 200. Chưa đủ à? Xít đủ. Xít đủ à? Ok. Xin cảm ơn. Chị bây giờ em nó xem á. Chị Quỳnh là chị lấy chồng đây chứ? Trước là chị ở nhà đâu? Chị ở Vũ Trấn. À Vũ Trấn à? À. Vũ Trấn. Vũ Trấn là gần nhà Mitsu Messi ấy. À. Chồng cặp ở trên có máy tính. Vỡ máy tính. Nhét câu. Đây cho bà gái hình dạo này nào. Chưa điện là kêu rước lắm, kêu như vạc. Có đi đây không ạ? Vậy đau nhức. Ông này vỡ của anh trẻ. Bà gái đang chịu cơn đau của nó. Rất là khiếp. Thành chắc tầm này đi học về rồi. Mua sữa này cả hai mẹ con nó uống được luôn. Gái bò lấy nước thành công rồi các bạn. Đồ lấy này là chưa đòi lại gì cả. Rất là mừng rồi. Ui dồi. Đục gió thôi. Ui dồi. Anh Tuân chỉ máy là đang triển khai làm nhà. Các bạn xem video rất là mừng rồi anh chị. Sắp có ngôi nhà mới đẹp để
gia đình sử dụng. Được, xin chào các bạn. Mẹ ăn gì đấy Thành? Mở cửa. Bê dùng sữa vào. Ôi dồi ôi. Ai chào? Ai chào, hôm nay buộc tóc nhìn như hoa khoa khôi ấy nhở? Được. Quay này. Nó sắm cái kẹp tóc ấy, nhìn đúng rồi. Nó nhìn đâu quên chưa nào. Đẹp đấy, gọn gàng đấy. Ta để ở nhà ăn dưỡng nó nghỉ trắng trẻo đó là ok đấy. Ôi giời ơi, hai tay không cái đó. Cầm cho cái quả xoài. Đưa xoài cho mẹ. Mở cổng. Du này. Ôm được không? Nặng đúng không? Thủ nặng con chơi bắn. Chơi tớt à? Đi. Ui thằng Thành nó đang bê. Chú phải xách cặp đây nào, mày bê đi. Ôi giời. Nặng quá à? Do màu. Về đấy, ui giời ơi, thành niên hoi yếu đấy. Mỗi việc bê sữa vào uống còn bê còn ngã đổ rồi. Ôi giời. Về đây. Hả? Mình đau cái thằng. Nào, đưa cho Tiên nha. Nó vừa cất cặp rồi. Bây mày đưa đầu dưới. Bây đầu dưới. Nào, đi vào. Đây đây. Nào. Đặt đây để ghế này. Đấy, đặt nó. Ui giời ơi. Đấy, lấy cái lấy cái dao bao. Bao vào quên lấy sữa hai mẹ con uống đây. Ui giời. Vừa cái gì đây? Anh lấy dao. Thế nào nay nó nhức à? Rất à. Đứng đây cho sáng đi, ra ngoài cho sáng. Thằng Thành đang đấy. Mày đứng ngoài cho sáng, nói chuyện đi. Chán ở nhà chán. Đây, ngồi đây. Sao? Nhà chán lắm. Nhà chán lắm à? Rất hơn à? Rất mà. Không cử động thì vẫn đang không cử động đâu gì. Thôi cố gắng làm nào nó gãy chứ làm nào được. Không may thôi nhá. Hôm nay cắt tóc mà nhìn được khá đấy. Các bác xem video các bác thấy bà gái như thế nào? Các bác bình luận video này. Các bác thấy xinh chưa? Đấy, xinh các bác comment số 1 nhá. Xấu các bác comment số 2 này. Xem số lượng các bác khen xấu với khen xinh như thế nào. Lấy đây bóc quá, bóc cho mẹ uống. Bóc cho mẹ uống đi. Đấy, tấy sữa nhá. Mẹ là tay đau là hai mẹ con uống biết chưa? Vâng. À. Sữa ông Thọ. Ông Thọ là một ông Thọ, Mộc Châu, Vinamilk. Con uống đầy rồi. Uống đầy rồi à? Đấy à. Thế sữa đâu mà uống hả bà gái? Bác cho. Các bác cho à? Đi nhà. Nào. Cắm cho mẹ chứ, mày cắm ống hút cho mẹ chứ. Nắc đấy. Đấy, nắc đều cho mẹ chứ. Đó được rồi, thế được rồi. Để gọn cái đấy một tí vứt trong bẩn nhà. Cặp bóng hút đây. Con mời, được, với con mời mẹ là tốt. Chú Hiền. Uống đi, em uống đi. Móc được à? Xé ra. Nấu cơm cho bà gái. Cắm cơm rồi gì? Anh cắm rồi gì? Ấy dạ. Thành sao mà sát cái mặt này? Bạn cào đó. Bạn gái cào á? Mày trêu làm gì nó mà nó cào sát cái mặt đấy. Con không trêu.
chê rồi. Không chê ngoại người ta cào ông hả? Ông giời ơi, sát lên mặt sao nó xấu trai rồi. Đừng ngồi về, đừng ngồi nữa biết chưa? Đừng ngồi nữa. Mày chưa gì đã biết trêu gái rồi nào, hả? Người không trêu bạn đó nhá. Mày cứ trêu nó thì nó nghịch cào. Lắc lắc em nào, lắc không uống. Em bảo nhá, sữa này là quà của cô Thúy Hằng đấy, trong cái tiền mà hôm trước mà cô gửi cho chị là 3 triệu để mua mua thực phẩm đấy nhá. Thì là em điện chị thì chị bảo là vẫn còn thịt đúng không? Điều nào hết thì là báo em để em mua vào cho đấy. Hôm nay là mua sữa, sữa là mua quán nhà chị Quỳnh đấy. Hết 290.000 nhá. Thành mày vào mà lấy giấy, chú cái giấy, cái giấy để chú ghi cụ thể, ghi ngày nào mua, cái là bao nhiêu, mua cái gì. Đấy, rõ ràng công khai minh bạch nhá. Đấy, tiền này là cô giúp chị để mua thực phẩm, mua lương thực thực phẩm được chưa? Gạo vẫn còn gì? Gạo còn. Gạo nhà cấy được nên là nhiều gạo đúng không? Bò bê thế nào? Nhìn đây, nhìn đây chứ, quay vào đây chứ. Bò bê chở mấy chú cháu nó đi lấy cho bao cắm mạch. Cháu lấy cho à? Cỏ vẫn cắt đều chứ? Cỏ lúc lấy giật ra giật cho Thành nó ôm vào cỏ. Giật tay phải giật được cái gì? Lợn thế nào? Lợn chăn được. Lợn có nấu hay là chăn thẳng? Chăn thẳng. Chăn thẳng à? Ngày chăn mấy bữa? Chăn cùng với cắm mạch. Cùng cắm mạch á? Đấy cái miệng đang bên đấy. Nó lớn, nhìn nó lớn hơn không? Nhìn lớn hơn à? Lớn hơn à? Tươi là vui hay là buồn đấy, mặt buồn thì rượi. Chú Vy nhé, bút này viết được không? Viết được chú ạ. Viết được à? Vâng. Mực xanh. Mực xanh à? Vâng. Một. Ngày hôm nay mua 290.000 tiền sữa đấy, ok nhá. Này cái bút đi Thành, giấy thì chú giữ, chú nào là chú mua chú sẽ ghi vào như này đấy, sau đấy là cộng tổng đủ 3 triệu món quà của cô Thúy Hằng giúp hai mẹ con nhé. Uống đi, uống sữa đi hả? Uống hết rồi à? Uống nữa đi, uống nữa đi hả? Còn là mẹ mày uống nốt rồi à? Thành uống ít thôi nhá. Bây giờ cái này uống nhiều không phải uống liên tục đâu, phải chưa? Đấy, mỗi ngày uống một hộp thôi. Bây giờ nghe rõ chưa? Vâng. Không phải là một ngày mày dã 4-5 hộp là có mà sữa nước, hiểu chưa? Vâng, sữa cun thì con chỉ uống một hộp thôi. Mỗi ngày uống một hộp thôi. Bây giờ sữa gì cũng thế. Vâng. Đấy. Đấy là xong bảo mẹ uống nữa, hai mẹ con cùng uống biết chưa? Vâng. Đấy, chủ yếu là cơm ăn nhiều vào cho khỏe. Bây giờ mày con khỏe cơm không? Bữa mấy bát? Một bát á? Hay hai? Một bát thôi. Một bát thì mày lớn kiểu gì? Thế sao mà dưới bây giờ mà toán mày ăn mạnh nhưng mà đây mày ăn yếu đấy? Hả? Ăn một bát. Một bát thì sao dưới kia mày ăn thùng hục, mày ăn như trâu húc mã. Không hãm nổi mà đây mày ăn ít đấy. Ở nhà không ăn mạnh vào nhá. Vâng. Cười cái nào, tươi thế nào? Chiều mày là rực quá chứ. Chiều rực quá à? Núc điện đấy rực gì? Vất vả. Thôi thực ra thì nó cũng cái này cũng không ai mong muốn nhá. Nó không may thì nó bị thôi. Đấy thì nghỉ ngơi nhá, nghỉ ngơi dưỡng, ăn dưỡng một thời gian nó khỏe thì mình sẽ tiếp tục công việc hàng ngày nhá. Đấy, nhá. Vui vẻ, nói gì các bác đây? Các bác ạ, con khỏe tay, con ở nhà con chán lắm này. Chú Hiền chú đi dạy học, con đi dạy học, con gọi điện cho chú lên, chú nói con đi chơi, chơi thỏa. Thích đi chơi à? Em dạy suốt này.
Ừ. Dạy full thời gian luôn, mấy ngày dạy toán dạy cả ngày, tranh thủ xong việc cái nhà chị máy đang làm nhà tàn qua đấy thì truyền tải hình ảnh đến các bác. Đấy. Hôm nào được nghỉ nhá, mấy hôm nữa, mấy nữa được nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Có nhiều thời gian. Đấy. Lớp con 30 tháng 4 lớp con cũng được nghỉ. Được nghỉ chứ, nghỉ cả nước nghỉ mà con. Có. Nhá. Bây giờ này mày có ngoan không? Có cãi mẹ không? Không ạ. Không cãi đâu gì. Hả? À chưa mày làm gì? Bảo đi học còn đánh mẹ. Cái gì? Mẹ đau mẹ còn quát còn không nghe mẹ đi học. Như nào nói lại nào. Chưa may hư có cả bá Phượng đây giật quần đi vào giật quần áo cho bảo đi học không đi học còn khủng khổ đây mấy hùng, mẹ hùng hổ với mẹ à? À mày quay đây nào, mày quay đây. Thế chú dặn mày nào rồi? Hả? Chú dặn mày nào? Thế tại sao con không đi học? Quay đây. Đây các bác đang xem này. Tại sao con không đi học? Con được muộn giờ rồi. Muộn giờ? Mấy giờ mà muộn? Mấy giờ muộn? Con tưởng trống vào lớp rồi. Con tưởng mà muộn rồi á? Muộn con đi học vẫn được chứ sao? Muộn có phải là nó ảnh hưởng đến đâu con đến muộn, con xin phép con vào muộn. Xong đi hôm sau thì con chú ý con phải dậy đúng giờ. Nhá. Đây chú nói cho con biết này, chú dạy con rất nhiều rồi. Đấy. Các bác là thương mẹ con nhà con biết là kêu mang mẹ con nhà con. Đấy, cho tivi đẹp để xem, cho bàn ghế, cho bò, cho lợn, cho nhà tắm để con không phải tắm ở ngoài trời nó lạnh giá nữa. Không bị mọi người nhìn nữa. Sơn nhà đẹp cho con đây. Đấy. Mua bò cho con chăn, mua lợn cho con chăn, con có biết không? Đấy, mục đích là gì? Mục đích là mẹ con thì mẹ con chả cần cái gì đâu. Mục đích là cho con ấy, con biết là cho con ấy, con biết không? Vì sao cho con? Mẹ con bây giờ con làm bao nhiêu chăng nữa, mục đích chính là cũng chỉ là nuôi con, lo cho cái tương lai của con sau này. Con hiểu vấn đề như vậy nhá. Đấy. Con vùng vằng với mẹ con thì được, mẹ con được. Nhưng nếu con ra xã hội con vùng vằng thế là họ đập con chết ngay. Họ vả cho con đen mắt luôn. Chú nói thật đấy. Nhá. Cho nên là mẹ con đây này, mẹ con với chú Hiền với như các bác là đang muốn những cái gì mà tốt đẹp nhất cho con. Để con biết là con trở thành người ngoan ngoãn, lễ phép, người có ích cho xã hội. Chứ không phải là để cho con trở thành cái người mà vùng vằng mà náo mà hư với mẹ là không được. Con phải hiểu vấn đề như vậy. Nhá. Đấy. Ở nhà con vùng vằng đấy, mẹ con rất thương con, mẹ con là những người thân của con, mẹ con đẻ ra con, mẹ con thương con, mẹ con xót con thì mẹ con không làm gì con. Đấy, mẹ con chỉ nhắc nhở con thôi. Nhưng nếu con ra xã hội nhá, con chỉ cần vùng vằng mấy người ta một cái thôi, nó đánh cho con không còn đường quay về luôn. Đấy. Con không biết không? Đấy, con xem thì nhà con mở tivi con xem những trên mạng con xem là những cái vụ đánh nhau đấy. Chỉ cần vùng vằng một cái thôi là nó đánh cho con là con gãy tay gãy chân, là con thậm chí là mất mạng luôn đấy. Đấy, con hiểu không nhá? Con phải hiểu là mẹ con là đang cố gắng tất cả này, đi bắt ốc này, nuôi con từ bé lớn đến bây giờ. Đấy, đúng không? Mò chai chai đấy, đi nhặt sắt vụn đấy, nhặt ve chai ở bờ suối đấy, con đi cùng con biết còn gì nữa, đúng không? Bờ sông bờ suối còn gì nữa, để làm gì? Để kiếm tiền về để nuôi ai? Nuôi con đấy. Cho con tiền để đi học đấy. Để mua thịt, mua sữa cho con uống ấy. Con biết không? Thế mày vùng vằng là nó như nào? Hả? Kể cả bây giờ mẹ con chăn bò, chăn lợn, mục đích là gì? À kiếm tiền. Kiếm tiền có phải lo cho bà gái để bà ấy ăn uống đâu. Tất cả này cho con hết đấy. Con biết không? Biết mà còn láo mà chú dạy bao nhiêu lần mà vẫn còn vùng vằng. Hả? Nhìn vào đây. Rõ chưa? Luôn luôn chú dạy con là phải thành người ngoan, người lễ phép, chứ trở thành dạy con để thành người vùng vằng là hư náo làm sao được. Con hiểu không? Nhá. Nhìn ở ngoài cây này. Đấy, nhá. Rõ chưa? Tất cả mọi sự cố gắng con biết là mẹ con vất vả bao nhiêu năm tháng là nuôi để nuôi con. Đấy, mục đích là cho con có đồ ăn, cho con bằng bạn bằng bè. Đấy, con có áo mới thì con mặc đi học, con có cặp sách, con có sách vở, con đi học, con bằng bạn bằng bè, con có kiến thức, con có sữa để con uống, con có nhà đẹp nên con có tivi để con xem, con có các thứ các bác giúp cho con, thì con phải biết trân trọng cái đó, con phải ngoan, trở thành ngoan ngoãn.
chào con. Con xuống nhà anh Toàn chị Quế con biết rồi đúng không? Con thấy anh chị có ngoan không? Có cãi, dám cãi bà Tám bao giờ không? Không đúng không? Thế sao con lại cãi mẹ con lại vùng vằng với mẹ con? Hả? Nên là chú dặn nha, đây là lần cuối cùng nhá. Lần cuối cùng mà chú nói với con như thế đấy. Con phải biết là chú này, mẹ con này cũng như các bác là luôn là muốn tốt cho con. Tất cả mọi cái việc làm là lo cho tương lai của con đấy. Con hiểu chưa? Đấy, để cho con trở thành người có ích. Có ích là như nào? Có ích là sau này con này đi làm kiếm tiền, con trở thành những công dân có ích cho xã hội, làm những người tốt. Đấy, làm cho đất nước, xây dựng quê nước ngày càng giàu đẹp. Hiểu chưa? Nên là từ bây giờ là con phải bỏ ngay cái tính vùng vằng đi nhá. Bỏ ngay đi, nghiêm cấm vùng vằng mẹ. Con phải biết những cái lúc con nhìn này, con nhìn mẹ, con nhìn mặt mẹ con nhăn nheo, con nhìn tay đang đau, con biết đau rời với đất không kêu ai được ấy. Con biết đang đau lắm không? Cực kỳ đau luôn. Khóc không khóc được, nhiều lúc còn khóc một mình. Con đi học con không biết đâu. Đấy, con biết không? Con biết là mẹ con vì sao mà ngã này không? Đi lấy củi đấy, lấy củi để về làm gì? Về nấu cơm đấy, về đun nước cho con tắm đấy, nấu cơm cho con ăn đấy. Con bị gãy tay này đấy, lúc đấy con đang đi học ấy, đúng không? Cho nên là mày phải ngoan vào nhá. Mày hứa với chú giờ mày có cãi không? Không cãi nữa nhá, không được vùng vằng nữa, biết chưa? Không được nói náo với mẹ nữa, biết chưa? Từ ngày đây nhá, chú mà nghe mẹ kể một lần mà nói náo nữa là không mời chú cho mày đi đâu, mà không mời chú vào nữa, cắt đứt luôn, tạm biệt bút bê thân yêu luôn. Các bác cũng không giúp một cái gì nữa nhá. Mày mà hư nữa các bác gửi tiền chú Hiền không nhận, không nhận một cái gì nữa. Bởi vì mục đích là gì? Mục đích là gửi tiền cho mẹ con, là mẹ con lo cho con, chứ phải lo cho mẹ con đâu. Cho con bò mẹ, cho các bác cho bò, cho lợn chăn là để kiếm tiền sau này cho lấy tiền cho con học, cho con ăn đấy. Mà con hư thì là chú không vào nữa, mà chú cũng không nhận hỗ trợ gì nữa. Nói rõ cho con biết chưa? Chú thu xe, thu bò, thu tivi hết, nhớ chưa? Mày hứa chú chưa? Khoan tay vào. Con hứa với chú Hiền, con hứa với các bác, từ nay con không hư nữa. Nói to lên, từ nay con không hư nữa. Khoan nhá, con xin lỗi mẹ. Con hứa với mẹ từ nay con không cãi mẹ nữa, con không vùng vằng với mẹ nữa. Được chưa? Được rồi, lần này chú bỏ qua lần cuối cùng cho con nhá. Đó chưa? Rồi, uống sữa tiếp đi. Đó, uống đi. Thôi, uống hết, hộp hết chưa? Hộp hết rồi, thôi, cất cái đi, để mai uống. Người nó hư, bảo em nhá. Hôm qua đau quá làm ở kia rồi. Bảo nó cắm cơm luôn, bảo mẹ dậy đi mà cắm cơm. Nó hư lắm thằng này, nói chung là nó bé, nó mình dạy nó nói trước nó quên sau, hiểu không? Nó cứ dần dần nhé, con nhỏ cứ dần dần. Bởi vì là thằng này nó từ bé là chị đã thả lỏng nó rồi, như vậy cho nó một khuôn khổ ngay từ bé. Đấy, con cái mình đói mình cho ăn, khát thì cho uống là được, nhưng khi mình nói nó phải nghe, một là một, hai là hai, phải chuẩn chỉ. Nó lệch phát là cho nó tắt điện ngay, hiểu không? Thế nó mới sau này nó lớn nó mới vào khoang được, chứ bây giờ ngay vì bé thì nó đã nó lệch form này phát là sau lớn. Đây nó mới cấp 1 nhá. Cấp 2 nó khủng khiếp luôn, còn chưa nói cấp 3. Mà sau lớn đó là chị là thất bại đấy, thất bại hoàn toàn luôn đấy. Bao nhiêu công sức no toàn nuôi con mà nó vối đấy nhá. Cho nên là mình mềm dẻo nhưng vẫn cương rắn. Đấy, thương thì thương, yêu thì yêu, ai cũng yêu, sinh ra con ra ai cũng yêu. Em thì em chưa có con nhưng mà em cũng hiểu được cái điều đó. Đấy, ai cũng yêu thương con cái của mình. Ví dụ như những cái tình cảm đó bố mẹ em dành cho em hiểu hết chứ. Nhưng mà làm sao là mình phải chỉnh được. Đấy, nói nó phải nghe. Đấy, đe nó phải sợ. Chứ còn nói nó nhơn nhơn rồi nó vùng vằng mà nó còn nói là không được nhá. Đấy. Thành nhớ nhá, đây là lần cuối cùng chú nói với con đấy. Lần sau mà chỉ cần một lần nữa chú nghe đấy nói thế là chú vào chú dắt hết bò, chú dắt hết lợn, chú vác lấy tivi, lấy bàn ghế cho nhà khác, cho những người ngoan hơn, không cho con cái gì nữa, không mà có sữa uống nữa, không mà có thịt ăn nữa, mà chú cũng không vào nữa. Con nghe rõ chưa? Không mà có quần áo đẹp các bác gửi cho con nữa, rõ chưa? Nhớ chưa? Nhớ nhá. Được rồi, hứa rồi, nhớ nhá. Ông vùng vằng cái nào không được. Thôi mà nấu cơm ăn uống đi nhá, em muộn em phải về đó nhá. Hôm nào mà
rảnh rảnh em đưa vào, đưa cho nó đi thăm bà con cho nó khuây khỏa vui vẻ nhá. Ừ. Đấy, nhớ nhá, mềm dẻo nhưng cứng rắn, hiểu chưa, không để nó làm loạn được. Ừ, nhá. Chào chú Hoàng Hiền nhá. Ừ. Con chào các bác anh chị nhá. Ừ. Con nó là con mình, nó là bố mình đâu mà mình để nó làm loạn được. Ừ. Ờ, xin chào các bạn. Ôi, Hoàng Hiền quay về đó. Cũng chia sẻ với các bác là Thu Thành này nó cũng không phải là dạng vừa đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là từ bé nó đã, bà gái này bà ấy không bảo nó và không chỉnh được, nên là nó cũng không phải là dạng vừa thật á. Mà ngày xưa ấy, ngày xưa khi mà Hoàng Hiền chưa vào quay ấy, chưa biết hai mẹ con ấy, thì nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều luôn. Nhiều cái nó phải gọi là quá khủng khiếp luôn. Các bác chia sẻ rất nhiều với Hoàng Hiền như vậy. Nhưng bây giờ thì là qua cái thời gian mà Hoàng Hiền chia sẻ cũng luôn luôn là mềm có rắn có, là cũng mong muốn là con trở thành công dân có ích cho đất nước, cho xã hội, là cũng luôn luôn là có những kiến thức để dạy cho các con là ngoan ngoãn, là các con cũng có cái sự tiến bộ rồi. Đấy, tuy nhiên thì là nó vẫn đang ở cái lứa tuổi này là mình nói, nhưng mà bà gái bà ấy không chỉnh được. Đấy, chia sẻ các bác là như vậy. Đây là cái lúc mà Hoàng Hiền quay ở đó theo sát ấy, thì con rất là ngoan, nhưng mà sảnh ra vài hôm cái là nó thấy không thấy sự xuất hiện của mình nữa, là nó lại đâu vào đấy. Đấy, nhưng mà cái cốt lõi là phải là ở bà gái, người mẹ. Đấy, người cha, những người mẹ là những người theo dõi, theo sát. Cũng như Hoàng Hiền đấy, Hoàng Hiền đi dạy học ở trên trường thì thầy cô cũng là người luôn luôn là định hướng, cũng dạy dỗ cùng các con, phối hợp với lại cha mẹ, thầy cô, nhà trường phối hợp để dạy dỗ các con. Nhưng cái chính là phải ở cha mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì là cha mẹ là hàng ngày là ở cùng các con. Đấy, thầy cô thì một lớp là có bao nhiêu bạn, rất nhiều bạn, mà cũng chỉ ở trên lớp một thời gian ngắn. Còn cha mẹ là ngày nào cũng ở cùng với các con, ăn uống sinh hoạt là từ đó là phải theo sát, chấn chỉnh, đưa các con vào khuôn khổ, vào lễ phép. Đấy, không thể để nó sinh con ra mà nó làm bố mình như là không được. Đấy, như bà gái hiện tại giờ là đôi lúc của thằng Thành nó làm bố bà gái, nhưng mà đơn giản nó quá nên là cũng dần dần Hoàng Hiền cũng sẽ cố gắng dần dần vào thường xuyên để cũng răn đe, có những biện pháp để con ngoan hơn. Bây giờ Hoàng Hiền quay về đó, Hoàng Hiền kết thúc cái video này ở đây và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Đó, xin chào các bác, kính chúc các bác cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc các bác nhá. Xin chào các bác.